Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hưng Bùi Vlog của mình, và đây là bài giảng thứ 8 trong chuỗi các video hướng dẫn các bạn về cách xây dựng bản đồ biến động rừng giữa 2011 và 2015. Và trong bài học này thì các bạn sẽ được hướng dẫn về cái cách thiết kế trang in cho một cái bản đồ bằng cách sử dụng phần mềm ArcGIS, và cụ thể đó là thiết kế cái trang in cho bản đồ độ cao. Các bạn có thể in ra bản đồ giấy hoặc cũng có thể xuất ra dưới dạng một file ảnh để có thể đưa vào báo cáo, đưa vào bài giảng vân vân. Và rất là mong các bạn có thể hỗ trợ video của mình hoặc kênh của mình bằng cách là nhấn nút đăng ký hoặc là nút subscribe hoặc là like hoặc share hoặc comment video để có thể cho mình thêm động lực làm các cái video hướng dẫn tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin mời các bạn xem video hướng dẫn. Ở cái phần cuối cùng này, mình cũng chia sẻ nốt về cái cách biên tập một cái bản đồ và xuất cái ảnh ra để hoàn thiện cái bài báo cáo của mình. Thì ở đây có một số cái công cụ mà ban đầu cài đặt thì nó không có. Đây là cái thanh draw này. Thì tích chuột phải vào cái chỗ các thanh công cụ, chọn draw, kéo nó lên đây, các cái editor này nữa đây, đối với cái phần mềm ArcGIS thì nó có hai cái cửa sổ view, chế độ data view là cái chế độ này. Còn chế độ biên tập phải chuyển sang layout view. Thì trong cái khung biên tập này mình cần những cái tham khảo gì? Trước tiên là cái bản đồ nó cần có cái tỷ lệ. Ở đây mình nhập cái tỷ lệ này. Và cái tỷ lệ này thì tham khảo theo cái bài của mình. Đây là cái bước hoàn thiện bản đồ. Đây, độ vân giải của ảnh nhân với 2 nhân với 1.000, bản đồ để tỷ lệ 1/60.000. Ta nhập ở đây là 60.000. 1, 2, 3. Còn cái khung này sẽ chuyển to hơn một chút cho nó vừa cái tỷ lệ 60.000. Và file PN Print Setup này, cái này có thể chọn lên A3 đi. Rồi, ở đây chọn cái này đã. Đây, Marine Fire. Chọn lên cái khung A3 đi. Ok, ở đây cái mũi tên này là chỉnh cái phần trong cái khung kéo lên một chút để phần trên là đặt tên bản đồ và dưới là phần tỷ lệ, kích thước tỷ lệ. Sau khi chỉnh được cái tỷ lệ rồi, ta chuyển sang chèn tên bản đồ này, insert này. Đây là tên bản đồ, cái này là phân cấp độ cao,
phân cấp độ cao. Phân cấp độ cao xã nào chẳng hạn, của mình là xã Đông Sơn và Xuân Sơn. Đây, vừa nãy mình cho cái thanh này ra rồi, bây giờ chỉnh rất là tiện này, in đậm này, nhỏ đi khoảng 26, tập thêm chút 28 bên trên. Sau chèn tên bản đồ là chèn hướng này, hướng có nhiều kiểu nên chọn kiểu nào thì tùy, chọn kiểu này. Có thể chọn ở đây hoặc là kéo theo cái này cũng được. Tiếp theo là chèn chú giải. Ở đây mình muốn cái lớp nào xuất hiện trong chú giải thì mình cho nó sang thôi. Đây, chọn đúng cái này rồi. Số cột này có thể ở đây cho 2 cột thì nó chia ra nó không dọc quá. Để ta thiết lập một số cái kiểu cái đường bo cho chú giải. Đây là đè này, màu này nên đẹp, màu trắng. Ok này. Rồi, sau đây ta có thể kích đúp vào là chính là đây này, đánh là chú giải, chọn là symbol này. Edit đi. Chọn vị trí xuất hiện cái từ chú giải bên trên này, ở giữa này. Ok này. Rồi các cái thành phần trong chú giải. Đây ta ghi chú là độ cao. Đây, ấn vào style này. Property này. Ở đây ta tắt cái này đi. Thì ấn xem trước. Đây, bằng tương đối là cái chỗ value này ta ấn F2 ta sửa lại độ cao mặt mặt mét chẳng hạn. Đây, kéo xong cái phần góc này cho nhỏ đi một chút nữa, kéo xuống dưới. Rồi tiếp theo là chèn đến cái thước tỉ lệ. Cái này có nhiều kiểu, chọn chữ ở dưới này, đơn vị ở giữa này. Thì cái thước này là cái thước thông dụng nhất. Mình kích vào. Ok. Xong mình nháy đúp vào nó. Thiết lập một số. Cái này là khoảng chia này. Ở đây ta nên chia là 5 khoảng. Rồi cái khoảng nhỏ nhất muốn chia là mấy phần. Thường nên để 2 thì nó đẹp. Đơn vị này. Km này. Có thể viết thành km viết tắt được. Ok, xem thử. Zoom nó lên.
nhưng máy mình nó đang học cái số 0 thì mình có thể tắt nó đi để thành 1. À, nó vẫn hiện. Sao? Có thể máy kia nó không vấn đề gì. Hoặc có thể chọn cái chỗ này thì nó không hiện cái số không kia nữa. Rồi. Đây nó có mấy cái hình bàn tay. Cái bàn tay này là chỉnh trong cái bên trong các cái nước của mình. Còn cái bàn tay này là chỉnh tất cả. Kéo cái khung đi. Giờ muốn di chuyển cái này phải chọn vào cái mũi tên này. Thông thường thì kéo nó góc này. Vươn lên. Đó. Có thể cho đậm chữ này. Rồi đến tỷ lệ bản đồ. Insert. Đây tỷ lệ này. Chọn cái kéo đầu tiên. Giờ to lên một chút, in đậm để góc này chẳng hạn. Tiếp theo chèn text, có thể đánh tên tác giả chẳng hạn. Đây là tên của mình, mình đánh vào. To bé thì tùy. Đấy. Đấy, đánh như thế. Sau đó ta thêm cái lưới thoại độ cho cái khung này, cái chuột phải ở phần cuối, chọn sang lưới này, thêm này. Có rất nhiều kiểu. Cái kiểu đầu tiên là cái kiểu thông dụng. Ở đây ta cứ next đi. Rồi sau đấy xem nó thế nào đã. Apply. Mặt lưới quá là dày thì chỉnh. Rồi cái tên này. Ăn cái này tăng lên. À. 4 lần đi. 4 độ. Xem thử. Thấy lại thưa quá. Đây đây đây, 2 2 2. Làm sao? Rồi, để 1 là đẹp. Ok. Ngoài ra còn chỉnh được. Ở đây cái chữ các văn lưới nó chưa quay theo đúng hướng. Ta lại kích phải và chọn cái property. Chọn sang này vô. Rồi chọn tích vào phần này. Cho cỡ chữ to lên một chút. Rồi. Ok, thế ổn rồi. Giờ nếu đã. Thì đây là một cái cách biên tập một bản đồ. Phần này thấp xuống chút. Nó đầy đủ các cái thông tin như một cái bản đồ bình thường. Tùy vào cái cách biên tập của mỗi người nó có thể thay đổi một số thứ. Sau khi biên tập xong xuất ra file
để chèn vào cái bài báo cáo của mình. File này, export map này. Chọn ra cái đây. Ta tạo một cái folder mới, ta ghi là ảnh đồ. Ở đây chọn cái file tim là người ảnh, chất lượng là để 600 dpi. Xem thử cái file này nó thế nào. Đâu? Đây là. Video hướng dẫn Sina tạm dừng ở đây và trong nội dung bài này thì mình xin nhắc lại với các bạn đó là các bạn sẽ được hướng dẫn về cách thiết kế trang in bằng phần mềm ArcGIS để có thể in bản đồ ra ở dạng giấy hoặc là in ra dưới dạng một bức ảnh để có thể đưa vào báo cáo. Và nếu như các bạn có thể gặp khó khăn gì thì có thể liên hệ với mình hoặc là có thể trao đổi trực tiếp trên kênh YouTube. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và mong các bạn sẽ ủng hộ kênh bằng cách là ấn nút like, share hoặc là nút đăng ký, nút subscribe để mình có thể có thêm động lực để làm cho các bạn các video tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài giảng tiếp theo. Và đây là bài giảng thứ 8 và chúng ta sẽ chỉ còn một bài giảng nữa là kết thúc các video về hướng dẫn xây dựng bản đồ biến động rừng. Xin cảm ơn các bạn.